cho các bạn xem cây mỹ nhân nhá. Nói chung là đây là giới thiệu cho các bạn, với cả hôm có lẽ nếu mà còn video ở trên YouTube thì là cái hôm ra cái vườn ở trên Xuân Quan ấy, cái này thì chắc là hôm ấy là người ta đòi 30 hay mấy chục triệu nhỉ. Đấy, thì cái cây này gọi là cây mỹ nhân. Thế là thằng em bảo là mỹ nhân mùi gì mà nó toàn gai. Ở đây này, hoa nó đây này. Đây là cái loại hoa hồng. Đây, hoa mấy cả lụ đây. Đây, tí nữa cho các bạn xem nhá. Đi ra đây, đây là những cái cây mà tặng đảng và nhà nước. Thế là thằng em nó bảo cây ngoài đường đầy, sao không đánh mà. Cây này tặng đảng và nhà nước rồi cho nên là chẳng nhẽ đi đòi. Thế đánh ở ruộng. Còn nông dân mấy cả cái việc sản xuất như thế này thì tôi cũng chia sẻ nhiều rồi. Còn hàng đẹp thì các bạn không thể gặp ở đây được. Đấy, hàng ở đây nó chỉ là hàng đất, hàng gọi là hàng thô, gọi là gia công thôi. Đấy, tức là kể cả các bạn mua một bộ quần áo cũng thế. Thì ví dụ như là Hưng Yên chúng tôi là những cái nơi gia công. Đấy, xong rồi Adidas, Adidas thế là người ta mua cái tức là người ta đặt đấy, đặt đôi giày. Như thế thì gia công như này thì giá nó rẻ. Đấy, những cái nơi như này là sản xuất. Còn lên làng hoa thì người ta thuê mặt bằng để người ta là cái chợ. Đây cho các bạn xem này. Em biết rồi nhé, thế mày chạy được cái cuốc xe đi đéo đâu ấy. Anh cũng mừng cho chúng sinh. Mãi mới có một cuốc xe anh. Cái thủy nó mới có một cuốc xe. Bây giờ là cái xe của thằng em Đinh là không đủ được. Thế là nó lại gọi cẩu. Đây nhá, như cái này là cây hoa mỹ nhân này. Đây. Chắc là nói chung là nếu mà ở làng hoa cây cảnh thì cũng ít người biết. Tại vì là cái dòng này nó là cái dòng, nói chung là như bọn tôi biết thì chắc là cũng phải gần chục năm rồi. Nhưng mà ít người làm, ít người trồng. Đây là cái hoa này, hoa mỹ nhân này, gọi là mỹ nhân đỏ. Đây hoa nó đây. Còn thân của nó, cái đặc tính của bọn này là nó rất là nhiều gai. Đấy, nhưng mà để cho cái thân của cái cây này thì như ông Thắng ông bảo là cây mà nó già thì nó tự rụng gai. Còn nếu không thì tí nữa các bạn sẽ xem là từ bé trồng là phải róc hết gai đi. Đấy, còn hoa của nó đây. Hoa của nó đến cái mùa của nó là không còn lá đâu. Nó gần như này này. Đấy, nó không còn lá đâu, nó toàn hoa rồi. Đây là gọi là mỹ nhân. Thế là thằng quý em nó bảo là mỹ nhân gì tên thì rõ là đẹp, tại sao lại toàn gai. Mà hoa nó thế này. Đấy, hoa nó như thế này. Đấy, các bạn ở trên TikTok mấy các thứ là chắc là không biết. Đấy, hoa nó như thế này. Có cây xưa thì thực ra là ở đây thì cây xưa nó ấy, nhưng mà cái làng hoa cây cảnh này nếu mà để mua xưa mà giá rẻ thì là nó ấy. Nếu các bạn mua về trồng mấy các thứ ấy thì ở đây nói chung là xưa thì cũng có đấy, nhưng mà sợ giá nó xưa ở Xuân Quan Văn Giang này, Văn Giang Yên này nó khá cao hơn các cái nơi khác. Nơi khác đồng đồi núi người ta giá thuê mặt bằng nó rẻ ấy. Đây là chắc của chậu của anh Trịnh. Đây này. Ơi, cái này là nói chung là bắt đầu nó đến cái mùa hoa, hay là ông Thắng ông bảo nó ra trái mùa. Đấy, thế là nó rụng hết lá thì nó cứ ra lụ như này. Xong nó ra hoa dọc theo như này. Đấy, hoa của nó như thế này. Đấy, là cái loại này là cái loại hoa hồng nhá. Còn ra kia các bạn xem là cái loại này là hoa đỏ. Còn ra kia mọi người xem hoa hồng. Thì mỹ nhân này là nhìn cái cành kia đấy, nó nụ kìa đấy. Thì cái loại này nó có 3 loại hoa. Một là hoa đỏ như này, 2 hoa hồng và 3 là hoa trắng. Hoa trắng thì ít người làm, hoa hồng cũng ít. Hoa đỏ này thì anh em mấy bà con mấy cô dì chú bác là trồng nhiều. Nhưng thực tế ở quê tôi là ít. Quê tôi ít trồng cái loại này. Cho nên là giá nó được cũng được giá. Đến đây thì còn 2-3 cây nữa nhưng mà nó nát đác hoa thôi. Khi nào nó phải rụng hết sạch cái lá này. Xong nó ra hoa. Đặc tính của cái cây này là nói chung là cây nó bé thì nó chưa ra hoa được. Đấy, cây nó phải có tuổi. Cây nó phải cây to thì bắt đầu nó mới ra hoa. Cái cây như thế này là bắt đầu phải đến năm sau nó bắt đầu ra hoa. Bây giờ nó đang nát đác ra hoa. Tức là cây bé thì chưa ra hoa được đâu. Còn trồng thì gieo hạt. Đấy. Ông Thắng với cả mọi người bảo là cái cây này nó dễ sống như cây chuối ấy. Thế tôi bảo thế sao không chặt cành mà dâm, mà phải gieo hạt. Gieo hạt cho nó lâu ra mà nó lâu ra hoa. Đây hoa của nó đây. Đấy, ra kia để xem cái.
xưa to về chơi cây cảnh thôi anh. Thế thì mình tức là mua lẻ hay các thứ thì ở đây đấy được. Tôi sợ là các bạn mua về xong rồi các bạn ủ thêm 10 năm nữa hay 20 năm nữa xong các bạn bán lại, hoặc là lúc ấy các bạn lấy bán để lấy ấy. Thì tôi bảo là giá ở Văn Giang này, cái hàng lâm nghiệp như thế thì giá nó cao. Cái hình dung là cái cây dòng xưa ấy, dòng xưa ấy là cái dòng lâm nghiệp lấy gỗ. Còn ở Văn Giang này là cây công trình, cảnh quan hoặc cây cảnh. Cho nên cái dòng cây lấy gỗ thì các cái vùng đồi núi với các thứ thì có lẽ là người ta sản xuất hoặc người ta ấy thì nó giá nó rẻ. Còn ở đây nếu mà xưa thì cũng bán, nhưng mà sợ giá nó cao. Mẹ tôi nói thật, tôi quay như này nhưng cứ giá cao là tôi ngại. Đấy, giá cao hôm trước quýt lục bình các thứ mọi người hỏi giá đây này. Nếu mà các bạn muốn cái thân của nó mà nó sạch gai như này thì một là từ bé là các bạn phải cạo nó đi. Đấy, hai là như ông Thắng ông chia sẻ là cứ lớn lên thì nó tự rụng gai. Đấy, còn các cây khác thì gai nó chi chít. Còn một loại nữa hoa hồng. Đấy, quay cho các bạn hoa hồng. Đấy, cây nó cứ như thế này, gai ghiếc như thế này. Thế thằng cu em nó bảo là mẹ gai đây mỹ nhân. Tên thì rõ là đẹp, toàn gai. Đây làm cả dàn cho cây đó, quả gấc à. Lâu lắm rồi mình chưa ăn xôi gấc, ngày xưa thích. Cái cây mà các bạn cũng phải biết là cái ví dụ như là các cái dòng này là cây công trình. Các cái dòng mà ví dụ hoa giấy hoặc là mẫu đơn hoặc các thứ gọi là cây cảnh. Đấy, còn cái cây của các bạn gọi là cây lâm nghiệp. Đấy, cây trồng rừng để lấy gỗ. Thì ở đây nó không là thế mạnh, nhưng mà bán vài ba cây thì cũng được. Đấy, ở đây thì anh em có làm, có trồng đấy để bán công trình cây xưa các thứ này. Đây, cái loại này là hoa hồng. À, đây này, hoa hồng đây này. Cái kia là hoa đỏ, quên mất không ngắt hoa để cho các bạn so sánh. Thì cái loại này nó có 3 loại hoa nhá. Một hoa trắng này, hai là hoa hồng như này này. Đấy, nó ra hoa mới ra, ra lụ như này, nó cứ như là mai nhỉ. Đấy, nhưng mà đến cái mùa hoa của nó nhá. Tôi phải nói thật cho các bạn là cây nó phải đủ tuổi nhá, cây to nó mới ra hoa nhá. Thằng bạn tôi nó trồng hai cây nó cũng to gần như này nhưng đéo ra hoa thì nó chặt đi. Nhưng mà biết đâu là giá nó cũng được, giá của bọn này thì cũng được, nó cũng nhanh lớn. Đây hoa hồng của nó đây. 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 Đấy, nó ra lụ này, nó ra hoa này, mỗi tội cao quá tôi không với được. Nhưng mà đại ý đấy cho các bạn biết là đây là một cái cây, một cái giống cây gọi là cây mỹ nhân. Tên của nó thì rất là đẹp. Còn tùy theo từng nơi người ta đặt tên gì thì tôi không biết, nhưng mà và nó có như thế này là nó có 3 loại hoa. Hoa trắng thì ở đây không có. Đấy, đây là cái dạng dòng gọi là hoa hồng. Còn hoa đỏ thì đấy cho các bạn xem rồi. Đây nụ đây. Đấy, cây này gọi là cây công trình cảnh quan. Trồng ở đường này. Đấy, xong rồi trồng các cái khu công viên, nhà xưởng và trường học. Đấy, đây hoa hồng đây. Đây hoa đây. Đây. Đấy, còn đến cái mùa của nó thì nó không có lá đâu. Nó chỉ toàn hoa thôi. Không có lá. Những cái cây to này thì có những video mà tôi nói rồi mà các bạn nếu có các bạn có nhu cầu mua thì các bạn sẽ biết. Thì khéo không là người ta sẽ phạt 30 triệu mới 50 triệu một cây như này. 30 triệu mới 50 triệu. Còn cái dòng này là hoa đỏ. Đây hoa đỏ đây. Tại vì ít đi. Ví dụ như là hỏi mà ông nào cũng bán thì còn dễ so sánh, như bây giờ cả cái làng hoa này có vài ba người. Thế là tìm cây nó đã khó rồi. Còn cái dòng này thì cái Thủy nó bảo là hình như là mua lẻ một cây là 1,5 triệu hay sao ấy. Đéo biết đâu. Phải hỏi cái Thủy ấy. Cái gốc này là nó vanh 60. Còn hỏi các cái ấy khác là 10 mấy triệu. Đây là cái quy cách đánh cây thì cuốn bầu này, đai lưới này. Xong rồi sáng các ông ấy là bê tay. Đấy, nếu mà các bạn mà không muốn có gai thì các bạn phải cạo đi lúc mà bê ấy. Thì khi cạo như này rồi thì nó không ra gai nữa. Đấy, cạo từ bé. Còn cái cây mà không được cạo nó gai tùm lum. Đấy. Đây này, nó gai như này này. Hôm nay là đánh cả cây to cả cây bé. Đấy. Cả cây to cả cây bé. Cây bé thì như này là hai vườn. Vườn kia được 30 cây. Đấy, đặc trưng của cái giống này nó gai này. Đấy, cho nên khi đánh là anh em mấy các thứ là cạo hết cái vỏ này đi. Còn hoa của nó thì các bạn đấy xem rồi.
nó 5 cánh. Còn ở trong này thì lung tung các thể loại, cũng trồng nhãn ăn vạ, xong rồi trồng dâm bụt, xong rồi phong linh, xong rồi các thể loại. Thì nếu mà ấy như này thì ở đây ấy là các bà con làm thì là giá nó rẻ nhất. Đấy, còn nhưng mà phải mua nhiều, chứ mua một cây là ngại lắm. Đấy, mua một cây phải cây to cơ, dòng cây to cơ. Đây là mẫu đơn Mỹ Hồng này. Đấy, trồng nhãn ăn vạ đấy là để cho những cái tầm nhìn khoảng 10 năm nữa nhà nước thu hồi đất. Đấy, còn liệu mấy các thể loại lung tung. Đây là nhà kép, mấy cả chay, mấy cái đéo gì nhiều lắm, nhiều thứ linh tinh đó. Đây là cái nhà Nhật này. Đây là cái bạch thiên hương này. Bạch thiên hương mới cả cái gọi là cái gì đây, hoa bạch thiên hương ấy, rành rành, gọi là rành rành kép. Đây, mẫu đơn Mỹ Hồng, Mỹ Đỏ, các thể loại. Cái dòng này là mẫu đơn Mỹ Hồng. Đấy. Tôi lâu lâu tôi cũng chả để ý, thế là nó dần dần nó ngu đi ấy. Me, còn cái dòng này là cái dòng me ngọt nhá. Ơ hoa đời, me me ngọt đây này. À, gọi ông Thắng vào, nhưng mà tôi phải tìm cái quả cơ. Cái dòng này là dòng me ngọt bonsai. Nhưng mà tôi bảo là năm nay chưa có me ngọt để quay cho các bạn đây này. Cái dòng này dòng bốn thế đây này. Ôi me ở tôi đắt lắm đấy nhá. Làng hoa cây cảnh Văn Giang Hưng Yên bọn tôi, cái dòng me ấy, me bonsai ấy, nó đắt phết đấy. Đầy hoa này, đầy hoa này. Ô, phải tìm được quả ăn nó mới ngon. Đéo đấy, quả toàn hoa. Bắt đầu có quả rồi, bắt đầu có hoa rồi đây. Đây, nó uốn hơi hơi thô sơ, uốn vòng kiềng. Đây là cái liệu này. Đấy, liệu này dòng liệu ta, to phết nhỉ. Mè đắt năm nay ở làng hoa cây cảnh này này, tại vì ít người làm ấy. À, ở tôi thì ví dụ như anh em làm sung này, xong rồi làm khế nhiều, nhưng mà giá khế cũng không phải rẻ đâu, giá khế cũng đắt đấy. Còn đây này, me đây này. Đấy, hôm nay là mọi người xem được cái me bonsai, nhưng mà quay là bây giờ ai không ai mua thì bán chơi chơi, chứ còn khi nào mới phải ra hoa cơ, nó phải ra hoa ra quả cơ. Đấy, uốn lung tung. Cứ bảo bonsai nhưng mình uốn đơn giản quá. Có cái dòng sung ấy ở trong cái vườn kia thì làm ô dù mấy các thứ ấy là cũng được. Còn me này uốn này hơi tùy tiện, nhưng mà me đắt đấy. Me bonsai ở tôi nó đắt, ở cái ruộng kia thì nó quy hoạch hơn. Ruộng này thì cứ làm đến đâu thì biết đến đấy. Năm sau nhà nước người ta lại thu hồi thì cho nên là lại chạy, nó mệt. Mỹ nhân đằng sau. Có cây đại hoa trắng không bạn tôi ơi, thì các bạn phải hỏi cái Thủy xong nó chụp ảnh cho. Chứ tôi làm sao tôi quay hết được cho các bạn, ra ngoài vào trong này thì có cái gì thì quay cho các bạn thôi, chứ ở đây làm gì có đại hoa trắng mà quay cho các bạn. Ở cái làng hoa cây cảnh thì cái hầu như những cái gì mà các bạn biết thì ở đây đều có. Nhưng mà chủ yếu là nếu mà sản xuất được thì giá nó. Đây này, khế bonsai với các thể loại. Xem này sao lâu thế? Ở cây kia có cây me ngọt ra quả rồi sao ấy? Ra hoa kìa. Nhưng mà cháu làm gì thế quả đâu? Quả ra lại thu nhá. Hình như cái me ngọt này là cái dòng của Thái Lan hay sao nhỉ? Nhưng mà ở đây ông uốn hơi hơi xấu đấy. Đã bảo là có ra quả mà không uốn. Sao? Uốn quá, đã gọi có quả mình muốn tán, mình không làm cầu vì cây ta uốn. Vậy. Thân thì không làm thì ông cứ uốn tán để làm gì? Không uốn để xa rồi bận việc mình lười không? Ôi giời ơi, thế thì cứ giải trình lung tung, ông cứ bảo là bản thân là tao lười cho xong. Không phải, nhưng mà cái thân nó thẳng tưng như thế này thì hàng này rồi lại trồng me công trình à? Nhưng mà ở đây là tất cả là me ngọt hết đúng không? Ở cây kia ra hoa đấy, nhưng mà chả biết có đậu quả không. Thế là những cây này cũng ra hoa xong rồi nó thui hết. Chắc là kiểu gì chứ. Mẹ chua thế. Khế chua.
Cái chua được giá đấy, ở tôi toàn khiến ngọt thôi. Cái bắp cây cây kia nó ra hoa như thế, do ông Thắng là bảo cứ ra hoa là nó trột là thích hết này. Nó thui thụi. Nó thui hết. Không đậu quả. Khó nhiều nhỉ. Tôi phải tìm cái me ngọt, quả me ngọt nào xem nó ăn nó thế nào. Đeo thấy quả đâu. Ra kia thì toàn thấy hoa nhưng mà chả thấy quả. Đây hoa đây. Hoa đây. À, chưa thấy quả này. Này. Đây còn có cây kimono. Thi mỹ thuật à? Thi mỹ thuật nghiêm túc đi. Quay nốt cho các bạn xem là đây tôi đang đi tìm quả me ngọt nó thế nào, xem cây nó có ra quả không. Còn tôi bảo rồi là các cái dòng này thì uốn nó hơi vớ vẩn ấy. Đây hoa đây. Nhưng mà cái này thì ông Thắng ông làm trực tiếp, ông bảo là nó không đậu được quả. Hay là cái cây nó mới năm nay nó ra hoa thì nó không đậu quả. Đây, hoa đầy đây. Đây. Đéo thấy quả nhỉ. Thử xem cái me ngọt ăn nó thế nào. Bình thường anh em nếu mà bình thường làm cái dòng me bonsai ấy, thì anh em vẫn đang làm cái dòng me chua ấy. Còn đây là cái dòng me thái, me ngọt. Đấy, nhưng mà hoa nhiều như này nhưng mà năm nay này chưa thấy quả đâu. Mới năm nay nó mới ra hoa thôi. Đây nịu này. Nịu ta. Cây thì còn bé. Năm ngoái ui. Khế bonsai. Mà nhưng mà khế chua không ạ? Đây. Nó hơi rôn rốt. Đấy ở đây là làm cây uốn lung tung đấy. Xong rồi mai sau bán đấy đấy. Đéo thấy quả đâu. Còn cái cây nào đéo ra sau nắm hoa xong rồi đéo ra quả đâu nhỉ. Còn cái loại này các bạn còn rất là khó nhìn. Lúc nào phải đánh ra ấy. Chứ ở đây nó như rừng cái này thì nhìn thấy đéo là được. Nhìn thì ban đầu tôi bảo rồi là các bạn nhìn cái dáng cái cây ấy. Chứ còn các cái này thì ở trong vùng sâu vùng xa này thế nào. Thế là tôi chê là ông không chịu uốn. Thế là ông Thắng là ông ấy lười. Ông Thắng ông nhận luôn khuyết điểm là bản thân tao lười. Tao lên mạng tao xem TikTok còn hơn là tao uốn. Thế này lại thằng cháu lại bảo là tại sao mà thu nhập thấp. Đây hoa đây. Đéo ra quả. Nên nếu các bạn đây là cái lọc đấy chứ, hoa đéo đâu. Đấy tức là giới thiệu cho các bạn cái cây me ngọt này nào. Ở tôi thì cũng ít người làm. Mặc tôi nghĩ là không có ai làm. Ngay cái dòng me bonsai thôi. Cũng không có người làm. Ô cái cây lúc đéo nào sao nắm hoa xong rồi bây giờ lại quên mẹ đâu nhỉ. Còn năm ngoái thì những cái cây này xong rồi nên chậu ở trên. Gốc còn bé hơn ấy, nó bé tí ấy. Nó chỉ tầm này thôi này. Nhưng mà gốc kia người ta uốn nó ấy hơn ấy. Hiểu chưa? Thì cũng nếu các bạn mua ở trên mạng ấy các thứ thì phải hơn triệu. Còn những cái cây như này thì cái dáng thì cái gốc mấy cái bệ thì nó hơi thô sơ. Xong rồi lên bắt đầu mới tán làm à đây cây này. Đéo thấy quả, toàn hoa. Cái dòng này ông nào ông đã trồng ông ấy thu quả rồi ông ấy chia sẻ xem là làm quả kiểu gì hay là cây phải hai cái năm thứ hai nó ra hoa thì nó mới đậu quả nhỉ. Đây. Ở Văn Giang Hưng Yên thế là bà con anh em bảo nó cứ ra hoa như này là nó không đậu quả. Nếu hiểu kiểu gì. Hiếm kiếm cái quả để ăn nó khó. Me này nếu mà dòng me bonsai mới là me kiểu uốn thế con thiếc là ở tôi là ít. Đấy anh em làm khế làm sung thì nó dễ. Ổi cũng ít người làm. Tại vì ổi nó khó uốn, khó vít. Đấy. Còn ví dụ như là hầu như anh em làm cây bonsai này hầu như là anh em làm sung. Xong rồi khế. Còn me này thì me nếu anh em có làm thì ít. Thì làm me chua. Cái dòng me ngọt này là cũng là những người đi đầu. Làm cái dòng me ngọt. Những cái vườn này ở đây thì nó hơi kiểu nó chật chội quá. Trồng cứ lúc nào cũng lo ngay ngáy là sợ nhà nước thu hồi. Nhà nước thu hồi thế là phải trồng sen cả nhãn này. nhãn đây này. Tầm nhìn trồng nhãn là tầm nhìn 10 năm 1 đi. Tầm nhìn 10 năm 1. Tức là lúc nào mà nhà nước thu hồi là bố mày được tiền cái nhãn. Đây sáng nay đánh cái ấy này bây giờ phải nấp vào đây.
Đấy, chứ còn nói cho các bạn là toàn muốn các bạn làm ăn để kiếm tiền, nuôi sống bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng mà lên mạng thì mẹ các bạn cứ toàn nghĩ kia là trò đùa. Kể cả những ông mặt nhăn như khỉ rồi, tức là nhiều người nhiều tuổi ấy, các bạn thuộc dạng là cái đạo gọi đạo ăn chơi. Đấy, còn tôi nói kể cả tôi quay như này không phải bán cây, nhưng mà tôi cũng hướng dẫn các bạn là, đấy là cho các bạn là cái mô hình ở đây là mộc đây, mộc gương đây, là cái mô hình để làm giàu kiếm tiền, cố gắng trong cuộc sống. Thì các ông mẹ toàn là còn cái dòng này là gọi là khế đây, khế thoát thân đây. Ừ. Mẹ chùa thế, toàn cái đạo ăn nhậu rồi nhỉ. Đây là cái Ngọc Anh mới Ngọc Bút mới cái đéo gì đây này. Đấy, đây nếu mà ở đây là cái vùng sản xuất thì nó rẻ ấy. Rồi sẽ có lúc rồi sẽ cho ngô lên trên chậu chơi Tết cho mà xem. Rồi sẽ có lúc lúa đây, còn cái này là dâm bụt, dâm bụt kép hồng thoát thân, mộc hương nhảy kép. Đấy, Ngọc Anh mới Ngọc Bút uốn ta là vằn. Ngày xưa thì ông Anh thì có bảo là những cái tặng như này anh em ấy thì có mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà các bạn mua thì kéo mấy triệu. Nếu các bạn mua ấy, ở đây thì còn cái dòng năm trước nữa thì cái dòng nhài kép này nó cũng sốt này. Cái đây trước dịch ấy, nhài tức là cái này là nhài Nhật, quên, nhài Nhật này, xong rồi nhài kép này, đây nhài kép đây. Ôi ôi, nhiều khi là ấy như này nhá, cái nhài kép là cái nhài mà ở cái đầu lá này này nó đối xứng 3 lá 1 này. Đấy, còn nếu mà cái nhài truyền thống của các bạn là chỉ có 2 lá thôi. Và cái lá của nó không xanh như thế này. Đấy, hoa của nó thì bé hơn. Ở đây mà tôi anh em gọi là nhài đầu hổ mới nhài đéo gì đấy. Đấy, cũng dốc thoát thân hết này. Khế đây. Cột điện đây. Cái dòng này là hình như khế chua không? Bảo anh em là xem xong rồi chí thú vào cuộc sống. Không thì anh em nào quần nót bán quần nót mấy áo sơ mi thì cứ tiếp tục mà bán. Còn những cái người khác người ta xem thì toàn là những cái người kiểu người ta đang làm văn phòng ấy. Xong rồi giờ này là sếp người ta đi đâu thế là người ta đảo, người ta bật TikTok lên người ta xem cho nó giết thời gian. Cái thứ hai nữa là những ông làm nhà nước. Đấy, là cuộc sống các ông ấy ổn định hết rồi. Bây giờ các bạn là người mà không của nhà nước, không của công ty, không của nhân viên. Các bạn phải chí thú chứ ai cứu các bạn được đâu. Bây giờ nhà cái người người ta làm nhà nước như ông Thị Mỹ Thuật hay là ông ấy thì là nhà nước cứu các ông ấy rồi. Đấy, ông ấy ngày xưa ông ấy có xin vào nhà nước, ông ấy mất được nửa tỷ hoặc tỷ bạc. Bây giờ là cứ lương tháng ông ấy nhận đều đều 5 triệu, 7 triệu một tháng. Đúng không? Bây giờ như các bạn mà các bạn muốn vươn lên cho cuộc sống, không muốn 5, 7 triệu thì phải lắng nghe mà xem là có cái gì không để học hỏi. Đúng không? Bây giờ thì các bạn cứ bảo là đấy, xem để học hỏi, để làm giàu, để phát triển tư duy. Nhưng mà bây giờ việc gặp cái ông mà ông đi nhằm là nước, bây giờ bảo các ông ấy cầm tiền đi kinh doanh đéo bao giờ đâu. Tao ngày xưa là tao khởi nghiệp là tao đút 500 triệu tao xin bố mẹ tao là vào nhà nước rồi. Bây giờ cứ mỗi tháng tao nhận 5 triệu 7 triệu rồi. Xong rồi quá trình vào nhà nước 5 năm 10 năm là tao ngu dần đều rồi. Bây giờ tao cần gì cố gắng nữa đâu. Nhưng mà làm nhà nước nó có nhiều ấy đấy. Thi thoảng cuối đời mà phát là lại có một cái chính sách của đảng và nhà nước là gọi là cán bộ ấy là được ưu tiên mua được suất đất giá rẻ. Đấy, thế là người ta lãi hơn các bạn ở ngoài. Như thế là người ta khởi nghiệp thành công rồi. Còn các bạn bây giờ là làm gì có ai chống lưng đâu. Bây giờ từ bỏ việc làm nhà nước hay từ thế nọ kia, người ta đéo bao giờ từ bỏ đâu. Nói thì nó khó. Ông nào cũng cưỡi trên phân phối lớn cả, khối phân lớn cả. Còn nói như này thì đấy, để cho các bạn ấy thôi, chứ còn tôi có thuộc dạng đạo ăn nhậu đâu mà. Ơi mỹ nhân mà còn cố gắng còn đăng bài còn phọt cất ra mới bán được chục cây mỹ nhân này, có ít đâu. Alo, có cây nào đẹp rẻ không xin cây sếp ơi. Điên à, ông định tôi là sếp xiếc các thứ ông xin, khôn thật. Là ở trong cuộc sống này làm đéo có ai cho không ai cái gì, tất cả đều phải bỏ tiền ra hết, trừ bố mẹ các bạn ra. Nhưng mà các bạn mà bố mẹ các bạn cũng là cho kiểu vô vụ lợi, nhưng các bạn nghiện đấy là cũng dở đấy, bố mẹ cũng buồn lắm đấy. Me, chưa tìm đây cả đinh năng này, các bạn nhìn thấy chưa? Hôm trước có cả cái đinh năng trên trên chậu bán bonsai. Những cái dòng này là ngày xưa là
là đinh lăng nó có giá. Đấy là gọi là cái đinh lăng này là cái đéo gì đấy, củ nhân sâm của Việt Nam hay cái đéo gì đấy. Tôi có một đợt bị thằng em nó dụ, thế là cũng có niềm đam mê là ngắt lá đinh lăng này xong rồi cho vào ấm nước xong đun nó uống. Đinh lăng này, đinh lăng đấy, ông làm một mớ còn gì nữa. Đây là ấy cho nó đỡ qua à, đỡ vướng. Là xe cái thằng em nó gọi xe đéo nó lâu thế nhỉ, nó lại đi đâu rồi, nó lại đi ấy rồi đây. Ở đây nhiều cái ấy lắm nhưng mà chủ yếu là ấy như nào. À, kia thằng siêu gà kia trang máy khâu lại tuyên truyền cái ghét lao động. Chả bao giờ, nói thật ra là tôi chả bao giờ tôi nói ra một câu là các ông đừng lao động, các ông đừng ấy. Thật mẹ, bây giờ mình toàn quay những cái cảnh lao động như này, mồ hôi chân nấm tay bùn như này, người ta toàn rủ mình ăn nhậu thôi, xong rồi cờ bạc rượu chè mấy gái gú thôi, xong rồi kiếm tiền dễ. Nhưng mà mình có bao giờ mình ấy đâu, chưa bao giờ tôi bảo người xem của tôi là làm ít đi mẹ, làm ít đi thành công sẽ đến. Toàn bảo các bạn là làm nhiều vào, cống hiến cho đi thật nhiều. Đấy, đây là mộc này. Thật, chưa bao giờ tôi nói với các bạn là thôi làm thế đủ rồi. Các bạn làm bao nhiêu cũng không đủ, chỉ sợ mỗi các bạn ngủ thôi. Với cả lên mạng xong rồi lướt TikTok cũng chả có tác dụng gì. Đấy, ví dụ lướt cái này thì ví dụ như nhiều ông bây giờ bảo Mộc Hương, nghe tình hình Mộc Hương dạo này thế nào thì tôi bảo dạo này thì tôi cũng không để ý Mộc Hương. Đấy, Mộc Hương ở quê tôi thì trồng nhiều. Ngày xưa tìm được những cây này nó khó, anh em nó nhốt hết mẹ vào rồi để chúng nó trồng rồi. Nhưng bây giờ giá Mộc Hương nó rẻ. Ông Thắng ông bảo vào kia xem cái mộc bonsai của chú. Tôi bảo bây giờ mộc rẻ lắm, chờ 2 năm nữa rồi lúc ấy tung ra. Nhưng bây giờ bà con trồng những cái loại này xong bà con bán rẻ, 2 năm nữa bà con không còn cái để các bạn, bà con cạnh tranh nữa. Nhưng bây giờ bán thì nó mệt. Đấy, khi các bạn nhà các bạn có cây mộc hương thì các bạn vặt cái này sớm đi. Mà ngày xưa đây này, các cái hàng này ngày xưa là anh em không ấy đâu. Tôi vừa lao động vừa xem ông tuyên truyền đây à. Nói chung là lao động là vinh quang. Ngày xưa bác nọ bác kia có nói với các bạn rồi, bác nói không sai đâu, là lao động là vinh quang. Chỉ sợ không lao động xong rồi cứ gõ bàn cành cạch ấy. Ngày xưa thằng cu em nó bảo là đây này, người đến nhá, này em cạch cạch cạch. Mình cũng không hiểu gì ấy. Nó bảo anh có biết là cạch 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 này nó có nghĩa là gì không? Là tiền, là thóc. Tức là đến đấy phải biết ý chứ. Bây giờ bố mày chạy 500 triệu lừa tí bạc, bây giờ mỗi tháng bố đi nhận có 5 triệu, mẹ không bằng tiền lãi suất ngân hàng. Tao có cạch 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 này là mày phải hiểu. Mày có làm sổ đỏ hay làm cái loại kia nữa phải có xiền. Đấy, các bạn hình dung chưa? À, nhưng mà bây giờ tôi không biết là thế hệ trẻ bây giờ có chạy 500 triệu hay 1 tỷ hay thế nọ thế kia hay nửa tỷ để ra đứng đường hay không. Tôi chả tuyên truyền, nó là sự thật. Tuyên truyền chả giải quyết cái mẹ. Đấy, các ông các bà bây giờ đang làm những cái chân ấy thì ngày xưa có lẽ là ngày xưa các bạn cũng phải có thành tích, bố mẹ các bạn có thành tích ấy thì các bạn mới có được cái chân ý. Tiền không đéo ai dám nhận, phải có quan hệ xong mới đến tiền tệ ấy chứ. Sắp xếp xe chưa nhỉ? Cái thằng em này nó lại thế nào? Xếp xe xong rồi về tôi còn phải mất tầm 15 phút à 15 ngày nữa, 20 ngày nữa để view nó cao lên chứ bây giờ view nó hơi thấp nhỉ. View bây giờ nó hơi thấp. Kể ra thì view nó phải, nói chung nó ổn định nhưng mà cái đối tượng thì nó phải là cái có cái tệp khách hàng. Tức là nhắm đúng đối tượng. Chứ còn view cao nhưng toàn bọn nhoi nhoi là tôi không thích. Đấy, view nó ổn định. Ví dụ như là 50 mắt hay 70 mắt. Nhưng mà là những cái người ta yêu cây, người ta thích cây thì nó sẽ đúng. Đấy, chứ còn cờ tướng thì tôi phát toàn mấy trăm, 500, 600-700 người xem. Đau hết đầu, đuôi còn chả hết. Nhưng mà chả giải quyết gì, chơi cờ tướng chả giải quyết gì. Những cái này thì để cho người ta còn ví dụ như là ở cái nơi người ta trồng cái cây này cho người ta kiếm tiền hoặc là thế nọ thế kia ấy. Trong bản thân thì ở đây thì ở đây bà con trồng thì mình quay như thế này lớn ngớ thì đéo nào có mà ông đang tìm cây mỹ nhân chẳng hạn. Thế là tự nhiên người ta tìm vào trên YouTube, người ta thấy video của mình. Thế là người ta mua. Thì mình cũng giải quyết được cái vấn đề là người ta tìm cái nơi muốn mua. Người ta muốn mua nhưng mà bây giờ toàn lừa đảo nhiều ấy. Thì người ta tìm được cái nơi là ít lừa đảo hơn.
mình không nhận là mình không lừa đảo, nhưng mà đấy là cái việc tôi có lừa đảo hay không là cái người người ta mua hàng rồi người ta đánh giá. Chứ bây giờ lên mạng không mình bảo là tôi chưa bao giờ lừa đảo ai thì nó khó lắm, các ông cũng đéo tin. Thà tôi cứ nói nấp nửng là tôi nói thật ra là cái là các ông tự cảm nhận. Nhưng bây giờ mình cứ vỗ ngực mình chưa bao giờ lừa đảo ai, thế là người ta bảo là mẹ ai cũng thánh thần cả. Nên TikTok thì thằng nào cũng là người tốt. Nên TikTok thằng nào cũng là người tốt. Đấy, còn nó diễn ra hàng ngày đây này. Quay xe đến đâu rồi? Gần đến rồi. Gần đến rồi à? Cũng nhanh nhưng mà chắc 30 phút là xong. Cái loại này có mạnh nó vứt về vườn à? Hay giao luôn? Đóng xe luôn. Đóng xe luôn á? Cùng đóng xe. Đấy, bọn này nó chả chạy quảng cáo gì, nó đầy khách nhá. Ồ. Với anh em một việc. Ừ, nhảy khôn thật. Nói chung là ai thế mà khi mà làm khoảng tầm 5 năm, 10 năm là các bạn cũng có khách. Nhưng mà ví dụ như các bạn muốn phát triển nó cực mạnh lên thôi cơ. Chứ còn cứ sống đều đều ấy, cứ làm 10 năm là tự nhiên các bạn cũng có khách. Có những người kiểu kiếp trước các bạn cho người ta cốc nước hay là mời người ta điếu thuốc. Kiếp này thế là tự nhiên người ta lại có cái nhu cầu mua cây mỹ nhân. Thế là người ta nhớ đến bạn, mặc dù thằng khác nó bán rẻ hơn, tao đéo bao giờ tao mua của thằng này cơ. Tại tao đã chơi với nó, tao mua hàng của nó 10 năm nay rồi. Đấy. Nhưng chỉ sợ mỗi các bạn là rồi kiểu giống giới trẻ muốn làm giàu nhanh. Xong rồi tôi có mấy thằng em. Nó làm cái kiểu mà mẹ cứ 1 năm nó phải thay 3 công ty. Xong rồi từ đợt ý đến 10 năm nay là nó thay không biết bao nhiêu công việc, nhưng không có công việc nào ổn định. Đấy, tại vì cứ làm đến khoảng tầm kiểu cái ước mơ cái ấy của nó rất là cao. Nó cứ làm 5 tháng không thu nhập nó 5 triệu 7 triệu là nó chán, nó chuyển sang công việc khác. Nó thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu xong nó không thấy đột phiến phá là lên tới 20 triệu hoặc 30 triệu là nó bỏ. Xong rồi cứ con vợ nó ở nhà thì nó cứ bảo anh hàng xóm anh ấy thu nhập thế nọ thế kia, thế nào lại chuyển theo anh hàng xóm. Cái thằng hàng xóm đang thu nhập rất là nhiều là tại vì nó đang trồng cây mỹ nhân. Thế là các bạn mà đổ vào các bạn trồng cây mỹ nhân là lúc ấy thu nhập không thể như cái thằng đi đầu được. Đấy. Người ta như thế, còn nếu mà các bạn cứ ổn định làm một cái gì đấy 5 năm, 10 năm thì các bạn sẽ tự có thị trường. Người ta mua thì người ta nhớ đến. Ông nào trồng na thì ví dụ như 10 năm nhưng mà nó còn tùy. Các bạn phải vào ra đúng lúc. Biết lúc nào dừng, biết lúc nào ra. Chứ không phải là ấy. Còn giới trẻ thì có cái suy nghĩ là mẹ cứ 1 năm phải chuyển chỗ 3 lần. Nó không cái gì nó điên đâu. Làm ví dụ chuyển 3-4 lần xong rồi. Xong rồi phải quyết tâm. Cho mình thì tôi cũng nói với các bạn là kể cả đánh cờ hay là viết chuyện hay là các thứ ấy, tôi cũng phải cho đặt cái giới hạn cho bản thân là 3-5 năm. Nếu mà sau 3 năm mình không có đột phá thì mình mới chuyển sang hướng khác. Chứ làm chưa đủ, làm cứ 1 năm này làm được 3 tháng rồi chuyển thì đâu đến đâu đâu. Các bạn cứ nghĩ là các bạn học hết chữ của thầy, nhưng mà không phải. Mẹ còn nhiều thứ lắm. Cho nên là mình cũng bỏ, mình cũng bao nhiêu ấy này. Nhưng mà cứ phải làm cái gì tầm 3 năm. Xong rồi sau đấy là cảm giác mà mình không thể bứt phá được là mình mới chuyển. Chứ giới trẻ cứ làm 1 năm 3 công ty, xong rồi trả công ty nào đến đâu. Khởi nghiệp thì không khởi nghiệp, xong rồi cứ chạy loạn đi. Nó như thế là tôi không phải cái tính của tôi. Tính của tôi cứ làm một cái gì đấy là mình phải đặt cái vấn đề là thế tại sao ban đầu mình thích công việc ý. Xong rồi làm một công việc gì đấy là tầm 3 năm. Đấy. Làm nhưng mà đây là những cái mà tôi làm chủ. Chứ bây giờ mà tôi đi làm thuê cho thằng nào ấy, nói thật ra là ở mấy chúng nó mà tầm 3 năm thì nó cũng mệt lắm. Ở mấy một thằng sếp nào 3 năm nó mệt lắm. Đây ngay cái việc đánh cờ mấy các thứ này. Mình 3 năm để xem cờ mình có ấy không, thấy 3 năm cờ mình cứ thế. Thế là mình thôi đéo ấy nữa, đéo cờ nữa. Gần đây là bắt đầu mới là nghiên cứu sâu về cờ. Còn cái thứ hai nữa là đợt ý viết chuyện. Cũng cho mình cái hạn định 3-5 năm. Rồi cái giới gọi là cờ bạc học nữa. Cũng cho mình 3-5 năm. Đấy là mình mất đâu đó là cũng mười mấy năm mới chọn ra cái cây cối nông nghiệp học này. Đấy. Xong rồi đến bây giờ thì nói chung là thu nhập nó đủ nuôi sống rồi thì mình lại có cái khả năng là mình lại có cái điều kiện để lên mạng thì nói phép. Đấy, chứ còn ngày xưa các bạn biết là mẹ chạy xong rồi toàn tôi bảo tôi nói phép tức là mình nói thật. Nhưng mà bây giờ điều kiện của mình cho phép là mình lên mạng mình nói thật. Mình bóc phốt cuộc sống của mình. Chứ còn ngày xưa lên mạng thì mẹ tôi cũng như các bạn ấy khác thôi. Kể khi quay cây nhãn này thì ủi nhãn đẹp lắm, các bạn không trồng là phí cuộc đời rồi. Nó phải lịnh nhé. Mẹ quay cái gì mà không lịnh nó thì không bán được.
Đấy, nhưng bây giờ ví dụ tôi quay cây hoa hồng, tôi bảo ở đây các bạn không có đam mê hoa hồng thì cây của các bạn nó còn quá như này. Nhưng ngày xưa bán hàng là mình lên mạng mình chém gió phần phật luôn. Ui, các bạn không yêu hoa hồng là các bạn sai rồi. Phải yêu hoa hồng. Quay cái gì cũng thế, quay cây hoa hồng thì bảo hoa hồng đẹp. Hoa hồng không trồng là phí. Quay sang cây nhài kép thì lại bảo không, các bạn không trồng nhài kép là phí. Như kiểu lùa gà ấy. Nhưng bây giờ điều kiện nó cho phép thu nhập mấy cả các thứ khách hàng nó ổn định ấy. Thì mình có thể nói thật. Đấy là mỗi cây nó có một đặc điểm, ưu điểm. Xong rồi thế mạnh. Nên độc vừng đây này cũng uốn với các thể loại. Đấy, giới thiệu thôi, xong rồi các bạn hỏi tôi là cái thế mạnh với cả ấy thế nào thì mình bây giờ mình có điều kiện để mình nói thật. Chứ ngày xưa mà cái kiểu theo kiểu đạo ăn nhậu mới là đạo kiếm tiền ấy. Mẹ quay cái gì phải nói phét, phải tưng bốc. Đôi khi còn nó trái lương tâm cơ. Thật. Nó đến bây giờ là mình không như thế được. Nó nói chung nó cũng dễ như ấy chuối mà. Cái nhỏ kia hôm trước bảo ông Thắng là mấy tháng. Ông Thắng bảo một năm à. Đây còn chả cho ăn mẹ gì. Thế mà ngày xưa ở Xuân Quan bán những cây này mười mấy triệu. Bây giờ chắc người ta vẫn đòi mười mấy triệu. Cây ở ngoài kia thì tôi quay cho các bạn rồi. Tôi bảo đợt tí là ba mươi mấy triệu. Ông đòi ba mấy triệu. Cả làng có mấy người làm đâu. Tôi cho các bạn nghỉ nhá. Mấy hôm nay còn đang nghiên cứu cờ. Đang nghiên cứu cờ, đánh thì vẫn đánh được thôi. Nhưng mà tôi chưa tự tin để ấy ấy. Nhất là cái pháo đầu thất binh. Tôi phải tầm một tuần nữa các bạn sẽ thấy tôi đánh cờ thường xuyên hơn. Nhưng mà chắc là một tuần chưa xong được. À, phải xong cái pháo đầu thất binh này, nó phải tầm chắc đâu đó một tháng nó mới xong hết được thì lúc ấy mới đánh cờ thường xuyên được.